Có rất nhiều người bị trường hợp da mặt bị đỏ nhưng mà không biết cách làm sao để có thể xử lý. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một câu chuyện có thật của bạn Victoria đã chữa trị hoàn toàn mặt đỏ của mình, trở nên thành một cái làn da rất là sáng sủa, trắng trẻo. Và đây là câu chuyện của Victoria. Hello, xin chào mọi người, mình là Hằng, là một người đang bị mụn 13 năm trời. Và sau cái khoảng thời gian đó, mình đã sử dụng rất là nhiều phương pháp để điều trị mụn, vừa Tây y vừa Đông y, nhưng mà không đạt được kết quả khả quan. Sau đó mình đã dừng chân lại với cái phương pháp Holistic Therapy, một cái phương pháp điều trị mụn từ bên trong. Và sau đó là mình đã đạt thành công và mình lập ra kênh YouTube này để có thể chia sẻ với các bạn về các phương pháp điều trị mụn, điều trị sẹo và điều trị bệnh trứng cá đỏ. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video clip giới thiệu về cái cô Victoria này. Các bạn này mình đã theo dõi từ rất là lâu, từ cái lúc mà da mặt bạn rất là đỏ và cho đến bây giờ là da mặt của bạn đã khỏi hẳn hoàn toàn và đã trải qua rất là nhiều cái giai đoạn. Thì bây giờ mình làm cái video clip này để có thể cảnh tỉnh với những cái bạn sử dụng rất là nhiều cái sản phẩm treatment trên da của mình và đã làm phá đi cái hàng rào bảo vệ da mà mình không biết. Thì bạn này đã bị trứng cá đỏ, tức là bác sĩ đã nói là bạn nên bị trứng cá đỏ rất là lâu và bạn đã sử dụng rất là nhiều phương pháp, ví dụ thay đổi chế độ ăn uống, làm những cái sử dụng những cái mỹ phẩm này mỹ phẩm kia nhưng mà không đạt được kết quả khả quan. Và với các video clip cuối mà bạn đã nói về tình trạng da của bạn sau khi bạn đã điều trị thành công rồi, thì bạn mới chia sẻ thật sự ra nguyên nhân ẩn giấu bởi làn da của bạn luôn luôn bị đỏ và bị sần đến như vậy, đó là lý do gì. Thì cô này là một nghệ sĩ múa ba lê chuyên nghiệp và trước đó không có tiền sử là bị mụn bởi dậy thì, và trước đó không có bao giờ bị tình trạng về da. Bắt đầu từ năm 2015 thì cô ấy mới bắt đầu bị bệnh về da, và đặc biệt là da mặt rất là đỏ, đỏ kinh khủng luôn, như các bạn có thể thấy hình ở trên đây mình có để lên nha. Và khi mà chắc chắn khi mà chẳng hạn như các bạn bị tình trạng da đó, khi mà các bạn đến những cái phòng khám thì nhìn vào họ sẽ nghĩ là bạn này bị trứng cá đỏ, tại vì đặc trưng của những người bị trứng cá đỏ là da mặt rất là đỏ luôn, mà bạn này đỏ cực kỳ luôn, đã vậy còn những cái nốt mà u nang sâu nữa, nó không phải là mụn nội tiết, mà bác sĩ đều chẩn đoán là bạn bị trứng cá đỏ và đã kê cho bạn rất là nhiều cái loại, tức là tại vì thường trứng cá đỏ nó sẽ có nhiều nguyên nhân khác nhau, thì có những bác sĩ thì nói bạn là bị depressed, có bác sĩ nói bạn bị thiếu vitamin B, có những cái bác sĩ thì bắt bạn phải thay đổi chế độ ăn uống, rồi có những cái bác sĩ thì cho bạn dùng thêm acid azelaic, dầu tràm trà và rất là nhiều cái những cái phương pháp điều trị trứng cá đỏ. Mình xin nhấn mạnh là những cái phương pháp đó điều trị trứng cá đỏ là đúng nha, nhưng mà nó không có phù hợp với cái cách điều trị với cái trường hợp của bạn này, cho nên là bạn này đã bị bùng lên rất là nhiều và vài năm trời không có thể nào mà hết được, đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Thì da các bạn Victoria này xấu đi từ cái khoảng thời gian mà bạn đi tập ba lê, bạn múa xong bãi tập ba lê rồi bạn tắm nước nóng, và đồng thời là nước nóng mình có sử dụng nước nóng lên da mặt của mình á, và bạn luyện tập rất là nhiều và bạn tắm nước nóng một ngày 2 lần. Thì khi mà tắm nước nóng một cái thời gian dài á, là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái hàng rào bảo vệ da của bạn, cho nên là đa số mọi người sẽ khuyên bạn là không có nên tắm nước nóng quá mà nên tắm nước ấm. Thì tại vì là đương nhiên là cái chỗ của bạn này là xứ lạnh mà, thì sau đó tự nhiên cái hàng rào bảo vệ da của bạn này bị yếu dần, sau đó thì bạn này thấy có cái vấn đề cho nên là đi bác sĩ để khám. Và sau khi đi bác sĩ thì đương nhiên sẽ có những cái phương án điều trị khác nhau. Thực sự khi mà mình là một người đã trải nghiệm đi bác sĩ nhiều và mình xem rất là nhiều người đi bác sĩ nhiều, thì thực sự không phải bác sĩ nào cũng giống bác sĩ nào. Có những cái bác sĩ người ta chẩn đoán là có thể bị nguyên nhân này, có thể bị nguyên nhân kia, tức là đang là chẩn đoán. Cho nên thực sự là nếu mà chẳng hạn như các bạn đi nhiều bác sĩ, các bạn sẽ thấy là sẽ có những người chẩn đoán là do cái lý do này, có những người bị chẩn đoán do lý do kia, cho nên không phải là bác sĩ nào cũng ok hết đâu. Thì bạn đi khám nhiều bạn sẽ biết, thì bác sĩ sẽ có những người cho bạn này là sử dụng baking soda để điều trị giảm trứng cá đỏ, có những người thì cho bạn sử dụng acid salicylic, thì như các bạn biết acid salicylic là một cái hoạt chất để điều trị mụn và giảm da dầu. Có những cái bác sĩ thì cho bạn sử dụng tea tree oil là một cái loại dầu tràm trà, cái dầu tràm trà này cũng có tác dụng điều trị mụn nhưng mà nó sẽ hơi rát da. Cái tác dụng của dầu tràm trà nó sẽ tương đương với lại benzoyl peroxide loại nhẹ. Thì với tất cả những cái loại điều trị này thì da bạn đều không đáp ứng và đều bừng đỏ. Sau đó là những cái chuỗi ngày sử dụng hết những cái loại sản phẩm này đến sản phẩm kia như là niacinamide, retinoid, và đều làm bỏng rát da của cô này. Và cô này nói là nhiều khi tưởng tượng là
không khí cũng làm mỏng đít da của bạn này nữa. Tại vì bạn này là ở xứ lạnh á, thì nhiều khi là có những cái lúc mà khí hậu rất là khắc nghiệt, nó không có phải là ôn hòa như những cái nước nhiệt đới như bên mình, thì nó cũng sẽ làm da bạn rất là khô và mỏng rát. Thì có một điều may mắn là cái bác sĩ cuối cùng khi mà bạn đi điều trị á, khi mà bác sĩ lần đầu tiên gặp cái bạn Victoria này, bác sĩ đều thốt lên: ôi, hàng rào bảo vệ da của bạn đã bị mất đi rất là nhiều. Tức là mới nhìn là đã có thể biết rồi. Và sau đó bác sĩ kê cho bạn này hàng loạt những cái loại kem dưỡng ẩm và không cần quan tâm đến những cái chế độ ăn hoặc là điều trị đường nét như lúc trước nữa. Mình xin nhấn mạnh lại là đây là do cái da bạn này bạn bị mất hàng rào bảo vệ da, cho nên là mới sử dụng theo cái phương pháp này nha. Cho nên không phải là những cái phương pháp khác nó không đúng, mà là phải là đúng nguyên nhân thì nó mới điều trị được các bạn. Thì sau đó bác sĩ kê cho bạn những cái loại kem bôi ngoài da để có thể phục hồi cái hàng rào bảo vệ da. Và cái điều đầu tiên tiên quyết trong cái chu trình này đó chính là dưỡng ẩm. Và cái sản phẩm mà bạn sử dụng đó chính là hyaluronic acid. Thì bạn sử dụng hyaluronic acid của The Ordinary. Và tiếp theo là một cái loại squalene blend base, là chiết xuất từ thực vật cũng của nhà The Ordinary. Tiếp theo là bạn có sử dụng thêm dòng CeraVe Hyrax Serum, thì cũng có acid hyaluronic acid và một cái loại sữa rửa mặt dịu nhẹ của CeraVe Central. Đồng thời thì bạn có sử dụng thêm một cái dòng phục hồi, dòng Cisape của Dr. Tra. Thì nó không phải là một cái đáp án sau một đêm, tại vì hàng rào bảo vệ da của bạn bạn làm mất đi dần thì chắc chắn là khi mà sẽ dựng lại thì nó sẽ là từng viên gạch đầu tiên, thì sẽ mất một khoảng thời gian. Nhưng mà khi mà bạn sử dụng cái loại này thì bạn không có bị cái vấn đề gì hết, không có bị vấn đề là bị nổi mụn hay gì hết. Thì sau một khoảng thời gian thì da bạn đã phục hồi như hình như các bạn có thể thấy ấy, thì mình thấy đây là một cái cách phục hồi 100% luôn. Bạn nói là bây giờ bạn vẫn có bị mẩn đỏ ở cái phần này, nhưng mà khi mà mẩn đỏ đó là nó là bởi vì trang điểm, do khi bạn đi diễn tập thì cái nó là cái vấn đề hơi dị ứng về mỹ phẩm thôi. Còn cái hàng rào bảo vệ da của bạn này đã được phục hồi hoàn toàn. Trong cái thời gian trước đó khi mà bạn sử dụng là bạn có sử dụng dầu tràm trà, Wish Hazel là nước cây phỉ cũng sẽ làm cho da bạn tệ hơn. Và sau cái case này á, mình mới thấy là điều rút ra là khi mà bạn bị một cái triệu chứng ví dụ như là bị mụn hoặc là bị đỏ da, bạn cần cái tìm nguyên nhân của bạn. Nếu mà chẳng hạn bạn cứ thấy rồi xong tìm thuốc này thuốc kia để điều trị mà không tìm được nguyên nhân thì nó sẽ không bao giờ gây chấm dứt cái tình trạng này cho các bạn. Mình ví dụ như chẳng hạn như cô này, hôm nay bác sĩ này và tiếp tục có tắm nước nóng 2 lần một ngày, thì hàng rào bảo vệ da của cô này càng ngày càng yếu đi, cho dù thực hiện chế độ ăn tốt hoặc là gì nữa. Tại vì cái nguyên nhân nó không đến từ chế độ ăn từ bên trong, mà nguyên nhân nó đến từ bên ngoài. Tức là bạn cần phải xác định cái mụn của bạn như thế nào và rosacea của bạn bị như thế nào, do nguyên nhân nào, và mình phải cắt cái nguyên nhân đó. Và nguyên nhân đó các bạn cần phải tự rà soát lại trong cái cuộc sống của bạn. Tại vì nhiều khi người bác sĩ hoặc người tư vấn như mình không thể biết được cái thói quen của bạn như thế nào hết. Cho nên là cái việc này cần phải sự đồng hành của hai người. Trách nhiệm trị mụn là của bạn là chính, và những người tư vấn là để hỗ trợ bạn. Nếu như bạn như trong cuộc sống của bạn mà bạn không quan tâm, nhiều khi bạn không để ý bạn ăn cái gì, bạn cũng không để ý là bạn có ở hơi ở chuông hoặc là những cái thói quen nào không tốt hay không, bạn cũng không hề để ý, thì sẽ rất là khó tìm được cái nguyên nhân điều trị mụn cho các bạn. Và đây cũng là một cái case để các bạn có thể biết được là nếu mà sử dụng nhiều cái loại treatment, hoặc là mình sử dụng da mặt mình đang bị ấn và sử dụng những cái loại treatment, thì nó sẽ càng ngày càng làm cho da của các bạn yếu đi, mất đi hàng rào bảo vệ da. Và có vẻ như là cái hàng rào bảo vệ da mình thấy là đa số những cái bạn chưa có ý thức về cái việc là giữ gìn cái hàng rào bảo vệ da của mình. Và đa số là các bạn thường sử dụng rất là nhiều cái loại mỹ phẩm. Mình là điều trị mụn từ bên trong, cho nên là mình không có ủng hộ mọi người sử dụng quá nhiều mỹ phẩm. Mỹ phẩm rất tốt nếu như điều trị đúng trong cái quá trình mà để điều trị hỗ trợ. Còn nếu như mà đã xong xuôi rồi thì các bạn nên hạn chế điều trị mụn bằng những cái loại treatment, thì nó sẽ làm da các bạn yếu đi rất là nhiều luôn. Và mình thấy cũng nhiều bạn sử dụng mỹ phẩm bỏ rất là nhiều tiền nhưng mà không đạt được kết quả. Thì các bạn nên chú ý bên trong, và đồng thời là tìm ra những cái nguyên nhân khiến cho da các bạn xấu đi. Cắt hết những tác nhân đó đã thì da các bạn sẽ từ từ đẹp lên, và sau đó dưỡng thì nó sẽ ok hơn. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem video clip ngày hôm nay. Tuy là clip ngày hôm nay ngắn nhưng mà sẽ hy vọng là sẽ truyền tải được các bạn về cái case của cái cô này. Thì bạn này là mình theo dõi rất là lâu, đến bây giờ mình mới làm video clip về các bạn này á. Thì nếu mà có nhu cầu
liên hệ tư vấn về điều trị mụn, điều trị sẹo, các bạn hoàn toàn có thể inbox vào fanpage trị mụn cùng Moon để mình có thể tư vấn cho các bạn về cái case điều trị mụn và sẹo nha. Thì hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để có thể biết thêm các thông tin về điều trị sẹo, điều trị mụn. Bye bye.